Newcastle chiêu mộ thành công Harvey Barnes. Newcastle đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Harvey Barnes từ Leicester với giá 38 triệu bảng. Anh là tân binh thứ ba của chích chòe trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 sau Sandro Tonali và Jakuba Minte. Sau khi cùng Leicester xuống hạng Premier League ở mùa giải trước, Barnes đã lập tức được thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa tới sau khi đồng ý gia nhập Newcastle với bản hợp đồng 5 năm và mức giá 38 triệu bảng. Cầu thủ 25 tuổi cũng sẽ có cơ hội chơi bóng tại Champions League mùa tới sau khi Newcastle giành được suất tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ ưu tú của châu Âu sau 20 năm vắng bóng. Barnes sẽ đến Tansit để thay thế cho Alan Saint-Maximin, người chuẩn bị gia nhập Al Ahly. Trước đó, huấn luyện viên Eddie Howe thừa nhận Newcastle cần phải bán cầu thủ người Pháp để dọn đường cho những bản hợp đồng mới. Barnes đã có tổng cộng 187 lần ra sân cho Leicester sau khi trưởng thành từ đội trẻ. Anh đã trở thành cầu thủ quan trọng của đội một kể từ năm 2019. Tiền vệ 25 tuổi đã ghi 45 bàn thắng và có thêm 32 đường kiến tạo cho bầy cáo. Mùa giải trước, dù Leicester thi đấu thất vọng nhưng Barnes vẫn có 13 bàn thắng và một đường kiến tạo ở Premier League. Ngôi sao sinh ra ở Burnley cũng đã có một lần khoác áo đội tuyển Anh trong chiến thắng 3-0 trước đội tuyển xứ Wales vào tháng 10 năm 2020. Barnes là tân binh thứ ba của Newcastle trong mùa hè sau Sandro Tonali, giá 60 triệu bảng từ AC Milan, và Jakuba Minte, 6 triệu bảng từ Odense. Anh cũng là bản hợp đồng đắt giá thứ 5 của chích chòe, sau Tonali, Alexander Isak, Anthony Gordon và Joelinton.